chào mọi người. Hôm nay là 25 tháng 1 2019. Tôi đã theo dõi và đăng tải bệnh nhân bị di chứng của tai biến mạch máu não. Giải thích những ngôn từ này, di chứng tức là sau khi người ta bị nhồi máu não. Nhồi máu não tức là mạch máu bị phình lên hoặc là bị thiếu hoặc là xuất huyết. Đối với bệnh nhân này là bị nhồi máu não, là mạch máu bị thiếu máu, máu não không đủ. Thì chúng ta biết là khi mà bị tai biến thì bắt buộc phải cấp cứu bằng y học hiện đại để qua cơn nguy hiểm trước. Sau đấy là hồi phục bằng châm cứu hoặc là phục hồi chức năng. Châm cứu có thế mạnh nhiều hơn là châm vào những huyệt đạo thể thông được. Thì tôi giải thích phác đồ đối với bệnh nhân này. Khi bị bán cầu não bên phải thì sẽ chi phối bán cầu sẽ chi phối vận động một nửa người bên trái. Thì bệnh nhân này hôm đấy với tôi là do người nhà giới thiệu, đã từng chữa ở đây rồi. Bệnh nhân này đến thì tay chân yếu lắm, không cử động được, rất là khó khăn. Thế bây giờ là bà đứng lên mà đi lại cho xem này. Là co tay đấy, nóng này. Được rồi, rồi bà ngồi lại ghế. Đối với nhân tai biến, khi mà bị liệt một bên cánh tay mà chữa cho cử động được, đặc biệt mà thế cầm đùi gà mà ăn được, dường như các thầy chỉ đến đầu ngón tay. Tại sao lại như vậy? Vì cái khéo léo của bàn tay là bị mất đi. Tôi giải thích qua phác đồ điều trị cho bệnh nhân này. Thứ nhất, chúng ta là châm theo những kinh dương. Hôm nay là kinh dương minh đại trường, dương nó mới thông được. Sau đấy châm bát tà, có thể là bàn tay, thì bệnh nhân này sẽ cử động được bàn tay. Còn là chân, chúng ta châm theo kinh vị, dương kinh vị. Còn thỉnh thoảng thì châm theo kinh âm, ví dụ như là âm lăng tuyền, tam âm giao. Và trên đầu là quan trọng nhất, chúng ta bắt buộc phải châm bách hội và phong phú thì người này mới hồi phục được não. Bên não bên phải của bệnh thì chúng ta châm thêm bộ nhíp tam châm hoặc là thái dương. Bây giờ tôi sẽ gây chỉ cho bệnh nhân này để ăn Tết. Hôm nay là rơi vào 20 tháng 12 rồi. Thì tôi cũng lâu lắm tôi không làm bệnh án vì tai biến. Nhưng tôi khẳng định một điều rằng như hồi phục về tai biến càng sớm càng tốt. Nếu mà để trên 6 tháng đến 1 năm trở lên thì cơ hội dường như nó mong manh. Còn đối với chân còn được, riêng đối với tay thì gần như là không thể. Em điều bệnh nhân làm cái bàn này, chúng ta sẽ cấy chỉ cho bệnh nhân. Hôm nay là sẽ ăn Tết tương đối là vui. Cánh tay tôi dùng hợp cốc và khung chỉ. Còn cái vai mà đau nhất thường khi mà bị liệt thì cái vai sẽ sệ xuống. Chúng ta dùng kinh ngung, kinh lưu, kinh du, kinh tĩnh. Chúng ta cố gắng làm sao ít huyệt và hiệu quả. Đây là điều tối giản huyệt lại là khó nhất. Sân siêu nhé, ví dụ như ở trên bàn tay chúng ta là bắt tà rất là tốt, nhưng mà cây chỉ thì không phù hợp. Thì mình biến chúng ta biết được cái hướng đi làm sao cho phù hợp. Sau khi mà cấp cứu bằng tây y xong thì chúng ta nên đi phục hồi chức năng, rồi châm cứu là tốt nhất, càng châm cứu sớm càng tốt.